Dạ. Lên rồi lạ. Ông lên rồi còn gì nữa? Ông lên đội trưởng rồi thì đi. Hello. Chào đại gia đình cho ô tô đồng hải dương mình nhá. Chúc gia đình một buổi tối vui vẻ này. Em Tùng rất vui được gặp lại gia đình mình vào khung giờ 8:30 để như là trò chuyện lên sóng báo giá cho cả gia đình mình về những đầu sản phẩm hiện đang có tại chỗ ô tô đồng hải dương bên em hôm nay nhá. Thì hôm nay về cũng khá mẫu sản phẩm nhá. Về một chiếc Hyundai Gandi 10 2015 này. À 16, hai chiếc 16, một chiếc sedan và hatchback nhá. Đấy, cửa tiền loanh quanh 2 đồng 6, 2 đồng 7 thôi. Để các bác mình cùng tham khảo thêm nhá. Trong cái hình hùng này cho các khu phân công, chào đại đình mình. Đấy, chào những anh chị cái bình, những hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của chỗ ô tô ở ngoài Dương. Đấy, hôm nay có về một số mẫu xe mới đây. Thì em sẽ quay qua cho các bác cùng tham khảo trước nhá. Nhà mình còn quan tâm dòng xe nào không nhỉ? Đấy thì hãy nhắn tin bình luận comment đi, em tư vấn trực tiếp cho. Đấy, chiếc màu trắng đấy nhỉ? Chiếc màu trắng đời 2016. Bây giờ lại để đâu? À đánh rồi đúng không? Đấy nhà mình comment chia sẻ bình luận thật nhiều lên nào, em Tùng tiếp tục báo giá nào. Đây nhá, hôm nay thì có về một chiếc i10 2016 đăng ký đánh 2017. Xe đang mang động cơ 1.0 số sàn nhé. Sedan đầu i10. Em đang gửi đến gia đình con này là cửa tiền là 275 triệu đồng nhá. Đấy, nhập khẩu nhập ấn nguyên chiếc nhá. Biển rất đẹp luôn. Biển 89 Hưng Yên này, 11155 nhá. Bản bay được lên la sang lúc rồi. Xin nhan trên gương nhá. Đăng ký đăng kiểm rất là dài luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023 cơ nhá. 276 triệu đồng. Ok, có hoa sen 2.9 nhá. Xe đẹp quá, vâng, cảm ơn Thanh Hoan rất nhiều này. Cảm ơn bác Nguyễn Viết Khôi. Đấy, chào đại đình mình nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ. Cho em xin vài lượt chia sẻ đi các bác gia đình ơi. Đấy, hai số này kìa cho mình này. 0343540999 và 0347701177 nhá. Lúc nào cũng bắt máy để phục vụ gia đình mình. Đâu nhỉ? Asen 2009 à. Asen 2009 bên em quay một chiếc nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm đến dòng loanh quanh tầm 1.6 này thì quan tâm cho em chiếc Asen này vô cùng hợp lý luôn. Đây, em ra chỗ Asen mình cùng tham khảo này. Đấy nhá, nhà mình cho em xin vài lượt chia sẻ đi để ủng hộ Thanh Tùng, ủng hộ cho ô tô đồ của Hải Dương. Đấy, để lấy làm động lực bên em ngày càng phát triển cũng như là phục vụ anh chị mình tận tình nữa nhá. Đây nhá, Hyundai Asen 2009 đây. 1.4 số sàn nhập hàng nguyên chiếc nhá, 165 triệu đồng. Chiếc này thì em đã gửi đến dây mình cửa một tiền 160 triệu đồng ấy. Đấy, la sáng đúc lốp nát đẹp. Vô lăng túi khí nhá, 165 triệu đồng. Còn bớt, còn tham khảo, còn chia sẻ cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, còn ra độc sâu. Kia Morning màu vàng 2016. Ok, Kia Morning màu vàng 2016 có nhá. Kia Morning màu vàng 2016 thì bên em còn chiếc này. Chào Trần Định Thu Hằng, chào toàn thể anh chị quý mình, những khách hàng thân thương vào xem buổi livestream hôm nay nhá. Đâu rồi, em xem con đây. Kia Morning màu vàng 2016 đấy nhá. Đấy, màu vàng biển 34 Hải Dương đây. Chiếc này thì bên em đang bán với cửa tiền 195 triệu đồng thôi. 1.254 máy số sàn. Máy số keo chỉ sơn thì còn cực chất, cực đẹp luôn. Đấy, cam lùi cam hành trình, màn hình cova cỡ lớn thôi. Nội thất hai màu đen đỏ nhá. Đấy, 195 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu cho gia đình mình. Tên tư nhân 34 Hải Dương đây. Đấy, màn hình cỡ lớn này. Vô lăng túi khí này, đấy, lộ rất hai màu. Về mặt táp lô thì được giải một lớp thảm cách nhiệt rất là đẹp này. Đấy, 195 triệu đồng. Giá bán niêm yết tại chợ ô tô đúng Hải Dương nhá. Chào Bùi Văn Quỳnh này, chào Trần Thị Thu Hằng này, chào bác Thanh Ngoan này. Chào Khúc Văn Công nhá, chào lại thì mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, để ủng hộ bên em nhá, gia đình mình cho em xin được chia sẻ đi ạ. Innova 2011, có hóa Innova 2011 nhá. Đấy, các bác nhà mình đang quan tâm đến dòng xe nào nhá, cứ mạnh dạn comment bình luận đây để em sẽ giới thiệu tất cả đầu xe của gia đình bên em cho các bác nhá. Chào Đức Nhật này đấy.
Ok, để em xem chiếc Innova 2011 bên em đang để chỗ nào nhỉ. Đấy, cực là nhiều xe luôn nhá, thế nhà mình cùng có thể quan sát với em này. Đấy, trên 8 đầu xe nhá, 4 chỗ 7 chỗ này đang quanh tầm 6 triệu thôi. Đấy, rất là tự tin để phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhà mình nhá. Vâng, chào Hoàng Sự, chào Đức Nhật này, chào anh Ngọc nhá, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream hôm nay nhá, hoan hỉ vui vẻ cho anh Tùng xin vài lượt chia sẻ đi ạ, để lan tỏa buổi livestream mình hơn, để những bác nào mà có nhu cầu tìm dòng xe cũ nhá thì mong là sẽ tiếp cận được với bước sóng của em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây, Innova 2011 đấy nhá, Toyota Innova 2011 đúng rồi. Xe mang nước sơn màu xám đá rất đẹp đây. Tên đinh nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Bản G thì được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Chiếc này em đang gửi đến gia đình mình cửa tiền 325 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn tương động. Captiva 7 chỗ số động thì chưa có ơi. Captiva 7 chỗ thì đang có một chiếc số sàn đấy nhá. Nhưng nếu mà bác đang quan tâm đến dòng Captiva số động thì bên em đang có một chiếc số động, một chiếc Ford Everest nhá. Đang có một chiếc Ford Everest số động máy dầu 2012 đấy. Động cơ 2.5 nhá. Đấy, thì bác tham khảo tạm cho em chiếc Ford Everest máy dầu đi. Đấy, Captiva chỉ có một chiếc số sàn thôi. Đây em xem sẽ quay cho bác hai chiếc nhá. Đấy, chào Tuấn Hoa, chào Tuấn Nguyễn này, chào Tuấn Hoa này, đấy chào Đức Nhật, chào Hoàng Sự, chào Đại Đình mình. Đấy, Captiva thì bên em còn một chiếc này thôi, bác tham khảo tạm cho em nhá. Captiva số sàn 2009 nhá. Máy xăng, đấy động cơ 2.5 nhá. Đấy, xe thì trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên sườn xe, đấy đèn pha bị cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn nữa. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn cực kỳ dài, đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 3 2023 cơ. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền 315 triệu đồng. Đấy, máy xăng rất là tiết kiệm, rất là kinh tế này của gia đình mình nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm bên dòng Captiva máy dầu này, hãy tham khảo cho em chiếc này nhá. Đấy, giá thì còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị xem mình. Đấy, nóng quá. Đấy, đi một vòng nóng quá này. Đấy, em xin để tạm cam đây nhá, để tạm cái máy quay đây. Cởi áo ra rồi tiếp tục phục vụ gì mình này. Đấy, mình tiếp tục hoan hỉ, tiếp tục chia sẻ cho em Tùng đi gia đình ơi. Ok, sẽ tiếp tục giới thiệu gia đình mình những dòng 7 chỗ nhá, 7 chỗ tự động này. Vâng, chào Phạm Nga, chào bác Nguyễn Khoan, chào bác Xuân Quế Nguyên này, chào Tiến Nguyễn, chào Tuấn Hoa, chào Đại Đình mình ạ. Đây nhá, nếu mà 7 chỗ số động thì bác tham khảo cho em chiếc này. Ford Everest bản Limited 2012, động cơ 2.5, đấy, một cầu máy xăng nhá. Tên tư nhân 19 Phú Thọ đất tổ đây. Chiếc này thì em đang gửi đến gia đình mình cửa tiền là 335 triệu đồng thôi. 335 triệu đồng. Là sáng đúc lốp nắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan trên gương, đấy, gương kính cụp xoay điện. Đăng ký đăng kiểm còn cực dài luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2023 cơ. Đây, vô lăng túi khí này. Hỗ trợ đề lổ ngang dốc nhá, hỗ trợ là cải biến cân bằng điện tử. Đấy, 435 triệu đồng. Đấy, thì giá lại còn bớt còn thương lượng, cũng như là hỗ trợ thì mình ship xe toàn quốc nhá. Đấy, 7 chỗ vừa rồi còn hai chiếc máy dầu. Captiva 2009 màu vàng cát đấy đây. Đấy, và một chiếc Ford F màu đen nhá, tham khảo cho em đi anh chị quý vị gia đình mình ơi. Đấy, còn rất nhiều xe luôn. Còn rất nhiều xe để phục vụ đình nhá. Chú đang là giá chú. Đây, cho góc này thì khá nhiều đầu xe tập lái này. Nghe dự báo thời tiết nó cũng sắp có gió lạnh về rồi nhá. Đấy, nhà mình hãy nhanh tay chọn cho mình những chiếc xe anh quanh tầm hơn 100 triệu thôi, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất, tập lái tránh mưa tránh nắng này, để giữ gìn sức khỏe cho bản thân cũng gia đình nhá, để tiếp tục phục vụ những nhu cầu cũng công việc hàng ngày này. Đấy, quanh đây cực nhiều xe tầm hơn 100 thôi, các bác nhìn tham khảo của em này. Thì ở phía này xin giới thiệu anh chị quý vị cho mình một chiếc Daewoo Maglot nhá. Daewoo Maglot số rộng luôn, xe đàn đầu phân khúc hạng D. Em đang gửi cho mình con này với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng, tên tư nhân 19 Phú Thọ đất tổ đây. La sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét. Đèn vai bị cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn nhá. Xin nhan trên gương. Gương kính ghế này đều là chỉnh điện hết luôn ạ. Gương kính ghế chỉnh điện, sấy gương sấy cứng, sấy ghế điện nhá. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Số rộng đến từ Hàn Quốc, sedan đầu phân khúc hạng D.
Vâng, chào bác Nhật Minh này, chào bác Hoàng Tiến này, chào Hồ Văn Diệu này, chào bác Nga Phạm này, chào bác Khúc Văn Công nhá, chào Đại Đình Minh. Cạnh chiếc đây Umaglot 2005 rồi. Tiếp tục em Tùng xin giới thiệu cho gia đình mình nhá. Đây Toyota Altis nhá, bố giá Altis 2003. Đấy một dòng xe tên tuổi phân khúc hạng C đến nhà Toyota nhá. Xe này mà đang động cơ 1.8 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy máy số keo chỉ sơn si cực chất, nội thất thì zin nguyên bản theo xe. Vô lăng túi khí nhá. 189 triệu đồng. Vâng, chào Hoàng Tiến, chào Trần Thị Thu Hằng, chào Trần Thu. Chào tất cả các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Các quý vị, các anh chị, các cô, các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Hoan hỉ lên cho em xin vài lời chia sẻ đi ạ. Chào Tuấn Thị ạ. Tiếp tục đến nhà Toyota này. Đấy, Toyota Vios 2006 màu bạc. Đấy, 1.5 số sàn tên tư nhân 34 Hải Dương nhá. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Các bác mình quan tâm dòng tập lái này, nhà em rất là nhiều luôn nhá, rất là nhiều phục vụ gia đình mình. 135 triệu đồng. Toyota Vios 2006 ạ. Bà cháu Hoàng Sự cho xem con hơn 3 Morning là gì bác nhỉ? Hơn 3 Kia Morning là sao ơi? Đấy bác bình luận kí dù em xíu nào. Vâng, cháu đồ gỗ Duy Linh này, cháu bác Hoàng Tiến có bán tải không anh? Bán tải tạm thời em chưa có cơ ơi. Đấy bác để lại số điện thoại nhá, hoặc là có thể like fanpage hoặc là kênh YouTube của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi, để không bỏ lỡ những buổi lên sóng cũng như là những video báo giá với em nhé. Cảm ơn rất là nhiều này. Vâng, hello bác Nhật Minh ạ. Vâng, hello bác Trần Thắng nhá. Vâng, chào Trịnh Văn Hoàng ạ. Đây góc này còn rất là nhiều xe ngon bổ rẻ của gia đình mình luôn. Đấy nhá. Tiếp theo đây gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, một chiếc Toyota Vios nhá. À, Toyota Vios 2015 mà có nhá. Đây em sẽ giới thiệu lốt trong góc này, trước này thì ra xa chiếc Vios 2015 cho bác nhá. Kia Morning. Kia Morning số động 2009 nhá, 180 triệu đồng. Xe mang động cơ 1.0 nhập Hàn màu trắng nhá. Đấy, 180. Quay xem được không bác? Bác đồ cũng Duy Linh. Đây bác đợi em một xíu nè. Còn rất là nhiều xe nhá. Đây bác đợi em một xíu đi. Sẽ có xe cho bác nhá. Có xe cho bác ngay đây bác Đỗ Duy Linh ơi. Chào bác Chi này, táo chất này. Đấy, chào đại gia mình nhá. Chào các bác vừa xem này. Đây nhá. Toyota Vios 2015 đây, thì bác tham khảo trước này đi. Đời 2015, đấy động cơ 1.4 bản gì nhá. Là răng đúc phanh nghĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, đấy. Gương kính chỉnh điện rồi, cam lùi cam hành trình đầy đủ. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều. Đấy, chiếc này thì em đang gửi đến xe mình cửa tiền 285 triệu đồng nhá. Bao rút hồ sơ hỗ trợ góp cũng như ship xe trên toàn quốc gia đình mình. Đấy, màn hình thì to rồi. Mang về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi nhá. Một dòng 5 chỗ rất là bền, rất lành, rất thân thiện này. Mang về đi gia đình đã đưa dịch vụ thì cũng rất là hay nhá. 285 triệu đồng. Chào bác Vũ Việt, có Aveo 2016 đổ lên càng tốt. Aveo thì có một chiếc 2016 bác Vũ Việt nhá. Sáng mai mình đến xem xe, ok bác Thanh Hằng nhá. Đấy bác cần loại nào thì cứ đến đây, em Tùng tư vấn trực tiếp cho. Chào lại Cường, Aveo 2016, bạn ơi có Aveo 2016 nhá. Chevrolet Aveo 2016 đây. Thì bên em còn một chiếc màu bạc nhá. 2016 1.5 số sàn. Đấy. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS thì đầy đủ cả rồi. Trước này thì em đã gửi đến gia đình mình cửa tiền 215 triệu đồng nhá. Đấy, xe đầu phân khúc hạng B. Đấy, dòng xe đến từ Mỹ đây. Sơn si sạch đẹp. Đấy, máy số keo chỉ sơn si bao zin nhá. Giá còn bớt còn thương lượng gia đình mình. Đây bác ơi, Aveo đây 2016 đây nhá. Đấy, nội thất ghế da bên trong thì màu ghi rất là đẹp này. Đấy, vô lăng 4 chấu túi khí toàn trên vô lăng. Cam lùi cam hành trình, màn hình to rồi. Mang về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng nhá. 215 triệu đồng. Màu đen hay màu đồng bác? Màu đen hay màu đồng à? Đây, màu đen hoặc màu đồng thì 2016 không có, à 2015 không có nhá, có chiếc 2016 này. Có hai, có một chiếc 2016 màu vàng đồng và một chiếc 2017 màu trắng nhá, thì bác tham khảo cho em này. Toyota Vios 2016 màu vàng đồng đây. Đấy, xe độ lên phong cách Maybach hai giải màu này. Cam lùi cam hành trình, màn hình cova nhá. La sáng đúc. Đấy, biển tư nhân không dịch vụ taxi. Chiếc này thì em được gửi đến gia đình mình cửa tiền 365 triệu đồng. Đăng ký đăng kiểm dài đến tận tháng 3 năm 2024 cơ. Đấy, đầy đủ sản tốt tốt, vô lăng túi khí nhá. Màn hình thì cova cỡ to rồi. 365 triệu đồng. Đấy, tham khảo cho em đi.
Có Innova không anh ơi? Vâng ạ, có Innova rất là nhiều bác Hoàng Tiến nhá. Bên em rất nhiều Innova luôn. Chào bác Quân Lê này. Đấy bác Đỗ Duy Linh đang quan tâm dòng Vios 216 nha, thì quan tâm cho em chiếc màu vừa rồi nhá. Cho xin cái địa chỉ qua xem chốt luôn. Ok, địa chỉ của em là chợ ô tô Lồng Hải Dương. Địa chỉ là Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Các bác nhà mình cứ kết bạn cho em vào hai số Zalo nhá, là 0343 540 99 và 0347 701 77. Đấy, để em gửi cái vị trí chính xác nhất cho anh chị của mình di chuyển một cách dễ dàng nhất này. Đấy, xe nó rất là nhiều, góc này rất là chật nhá. Đấy, thì em lựa quay phần nội thất cho bác xem này. Quay con Kia Morning màu vàng đi. Đấy, con Kia Morning màu vàng khá nhiều bác đang cho quan tâm này. Đây, nội thất bên trong nhá. Vô lăng ba chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Cam lùi, cam hành trình này, đề lổ xe ta tốt nhá. Màn hình Android cỡ lớn rồi. Đấy, chiếc này thì em đang gửi đến cả tiền mình một lần nữa, nhắc lại là 365 triệu đồng. Rất là tiết kiệm luôn. Đấy, 1.5 bản AI nhá, tên tư nhân. Đấy, nội thất rất đẹp luôn nhá. Và chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Quay con Kia màu vàng à. Kia màu vàng thì còn chiếc này. Đấy, 216 số sàn 1.25 4 máy nhá. Nhỏ gọn tiết kiệm điện, tên 34 đây. 34 Hải Dương 4 mùa không một lụt đấy nhá. Quê hương bánh đậu xanh nhá. Đấy. La sang đúc phay này. Màn hình thì cô va có lớn rồi. Nội thất thì hai màu đen đỏ nhá. Đấy, 195 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn ra lọc sâu thì lại đình mình nhá. Và khu Vân Công phải chia sẻ đấy, khu Vân Công ơi. Đấy, nội thất cực đẹp luôn nhá. Đấy, nội thất cực đẹp luôn. Đâu bác nào phải hỏi Innova nhá. Giờ em sẽ bắt đầu quay những chiếc Innova này. Đấy, quay những chiếc Innova vua 7 chỗ các bác cùng quan tâm nhá. Đấy, nhà anh ơi đang xem buổi live stream này nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin vài lần chia sẻ đi. Cảm ơn chị Quỳnh rất là nhiều nhá. Đấy, Innova em rất là nhiều luôn nhá. Rồi, Toyota Innova bản E 2015. Đấy, động cơ 2.0, số sàn hoặc số VVTi. Đấy, một dòng xe rất là tên tuổi và thương hiệu đến nhà Toyota nhá. Rất là lành, rất là bền này, lồi đồng cuối đá. La sang đúc, phanh địa trường bò cứng 2m, xin nhan trên cương. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin luôn. Đấy, 2015 bản E. Đấy, bao giúp hồ sơ hỗ trợ trả góp. Cũng như được bao ship xe thì mình trên toàn quốc với cửa tiền 395 triệu đồng nhá. Tham khảo cho em đi anh chị quý vị xem mình ơi. Đấy, nội thất bên trong như mới luôn này. Đấy, 395 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn ra lọc sâu nhá. Đây, giới thiệu một giải Innova luôn nhá, một rừng Innova luôn. Đây, Innova có đây. Đây, Innova vừa 215 đấy bác ơi. 215 bản E đây, 395 triệu đồng đây. Đấy, tham khảo cho em chiếc này nhá. Mang về đi gia đình mà rất tốt mà đã đưa dịch vụ này càng nhiều tiền đây. 215 số sàn 395 triệu đồng. Đây, rất nhiều bác đang quan tâm Innova nhá, em sẽ giới thiệu một dàn Innova luôn. 215 này. 2011 bản G nhá. 2.0 số sàn. Đấy, bản G xịn. Trang bị la răng đúc, phanh địa chống bó cứng 2m, nội thất rộng, điều hòa mát nhá. Con này thì 325 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho mình nhá. Không rút hồ sơ giảm 5 triệu đồng, còn là 320 triệu đồng thôi. Đấy, giá còn có thể bớt, còn là thương lượng nhá. Anh em mình cứ thiện chí thì đến xem xe đi. Bớt sâu, thương lượng sâu, hỗ trợ tiền đi lại gia đình mình ạ. Chào Thanh Ngoan, chào Văn Hải, chào Nguyễn Văn Toàn, chào Hoàng Tiến nhá. Chào toàn thể anh chị mình đang xem buổi live stream hôm nay. Đấy, được tin đợt này là chia sẻ mình là động lực để cho ô tô Lồng Hải Dương ngày càng phát triển này. Đấy, góc này còn hai con điện, còn ba con Innova nữa cơ. 206 số sàn 2.0 nhá, 230 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Không rút hồ sơ thì 230 nhá. Tên tư nhân 38 Hà Tĩnh quê mình đây. Tiếp tục một chiếc Innova nữa đến từ chủ thủ đô nhá. 30 thủ đô đây, Hà Nội phố đây. Con này 2008, đăng ký bánh 2010. Tên tư nhân một chủ từ đầu nhá. Đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng nhá, 265 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ, không rút hồ sơ giảm 5 triệu, còn 260 triệu đồng thôi. Đấy, rất nhiều Innova luôn, em sẽ báo giá thật nhanh và ngắn gọn để mình cùng tham khảo nhá. Các bạn là quan tâm, nhắn tin cho em đi. Em gửi hình ảnh video chi tiết cho mình nào. Toyota Innova tiếp tục đây. 2008 bản G xịn nhá. Đấy, bản G xịn 28 là Vĩnh Phúc đúng không? 28 Vĩnh Phúc nhá. Chiếc này gửi đây mình cửa tiền 258 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Đấy, bản G xịn, la sang đúc, phanh địa chống bó cứng 2m. Đấy, nội thất thì cực đẹp luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm sau cơ. Và chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Rồi, nội thất bên trong đây ạ. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Màn hình OLED cỡ lớn rồi.
phục vụ nhu cầu giải trí gia đình mình nhá. 258 triệu đồng. Đây giới thiệu một dàn Innova luôn nhá. Đấy, một dàn Innova các bác cùng tham khảo luôn. Cháu Trần Tam này, cháu Trần Văn Tam, cháu Hiền Trường, cháu Thanh Ngoan, cháu Văn Hải này. Đấy, chào cả gia đình mình đang xem buổi livestream của cháu ô tô đúng không, Dương ngày nay. Đấy thì bên em là cam kết bán xe ra là sẽ không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Các bác mình quan tâm này, nhắn tin hoặc là gọi điện cho em qua hai số hotline, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage của cháu ô tô đồ ngoài Dương để được tư vấn và được rào giá một cách sát nhất nhá. Rồi tiếp tục giới thiệu mình một đầu Innova nhá. 2009. Đó, 2009. Đấy, bản G xịn, tên tư nhân 30 thủ đôi, biển 4 số 1 chủ đầu. Cam kết anh chị quý vị mình nhớ, xe tư nhân không dịch vụ taxi. Đấy, phát hiện dịch vụ taxi nhá, tặng luôn cho xe gia đình mình luôn. Đăng ký đăng kiểm một cực dài. Tháng 2 năm 2023 em Tùng đang bán với cửa tiền 295 triệu đồng nhá. Bao chất bao gì luôn. 209 vẫn bao zin bao test hãng thì mình như thường luôn nhá. 2.0 số sàn bản G. Đấy, cam đùi cam hành trình này. Đấy, vô lăng 4 chấu túi khí toàn trên vô lăng nhá. Đây Trần này. Trần thì vẫn là Trần lỉ nguyên nước và túi bóng bọc nguyên bản cho xe nhá. 295 triệu đồng. Đấy, quan tâm bớt sâu được nữa thì mình nhá. Đấy, Innova một giải rồi. 206 230 triệu đồng. 208 2 chiếc cho 1 chiếc 206, 1 chiếc 258 triệu đồng. 209 1 chiếc 293 triệu đồng. 2011 320 triệu đồng. 2015 395 triệu đồng. Đấy, để biết thêm thông tin chi tiết một cách sâu sắc hơn nhá, nhắn tin qua Zalo hoặc fanpage em tư vấn cho ạ. Chào Bùi Thắng, chào bác Hậu ở Nương Thành. Đấy, chào bác Hoàng Đào, chào lại mình. Nào để tiếp tục buổi livestream hôm nay nhá. Đây, ở góc này thì loanh quanh những dòng xe dưới 200 triệu, hơn 100 triệu một xí thôi. Nhà mình quan tâm cho em Tùng này. Toyota Vios 2010 số sàn 1.5 nhá. Chiếc này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 195 triệu đồng. Bao rút hồ sơ rồi mình nhá. 195 bao rút hồ sơ. Không rút hồ sơ giảm 5 triệu nữa, còn 190. La giác đúc phanh dây chống bó cứng 2 mét. Đấy, xin nhan trên gương đăng ký đăng kiểm dài. Đến tận tháng 7 cơ. Chào bác Hoàng Đào, vâng, cảm ơn Hoàng Đào rất là nhiều, ngon. Đấy, vâng ạ, rất là ngon, rất là đẹp luôn. Chào Đinh Bá Đình, chào anh Khoa, chào Hậu Lưu Thành, chào lại mình. Tiếp tục này, lại nhỏ gọn tiết kiệm đưa đây. Kia Morning máy Eco bản SX nhá. Đấy, bản SX 2010 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Chiếc này thì em Tùng đang gửi gia đình mình cửa tiền là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng nhá. Đủ đồ chơi rồi. Đèn pha bi cầu, đèn gầm, phá chân tiêu chuẩn, màn hình Cova, cam nồi, cam hành trình, sấy gương, sấy kính, sấy ghế, điều hòa auto cần số rét rắc nhá. Đăng ký đăng kiểm dài trơn trượt luôn. Đấy, đến tận tháng 5 năm 2023 cơ. Chào bác Mai Huy, có con i10 nào tầm 200 đổ lại không à? i10 200 đổ lại, có một chiếc mới về hôm qua nhớ bác Mai Huy ơi. Đấy, để em đâu xem nó dựng đâu nhỉ. Đây, i10 tầm 200 đổ lại thì bác Mai Huy quan tâm cho em chiếc này đi ạ. Hyundai Grand i10 2014 bản 1.0 số sàn nhé. Chiếc này thì em đang báo giá đến cửa tiền gia đình mình là 195 triệu đồng thôi nhé. 195 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhá, không rút hồ sơ giảm 5 triệu đồng nữa. Đấy. Xi nhan trên sườn xe là lốp nắp đẹp, cặp đèn pha bi cầu à, cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng ký đăng kiểm thì đến cuối năm nay. Đấy, nội thất ghế da nhá, nội thất ghế da zin nguyên bản cho xe. 193 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng cho mình về cái đầu i10 dưới 200 nhá các bác nhá. Đấy, cực kỳ nhiều xe luôn đấy, tha hồ cho mình lựa chọn. Tầm 130 này rất là nhiều này, 201, 220 rất là nhiều luôn đấy. Tóm lại là xe tầm nhanh quanh thôi. Cho xem video biển ở đâu bác Mai Huy. Con đấy thì chưa lên được video ạ. Rất là nhiều xe. Từ hôm qua hôm nay về đến hơn 10 xe rồi nhá, chưa có video. Đấy, mai thì em sẽ cố gắng quay video sẽ gửi cho bác Mai Huy con đấy nhá. Con đấy biển gốc là 34 Hải Dương nhá. Em nhớ ngày 34 Hải Dương. Đấy, nhiều xe về quá mà chưa có thể nắm bắt được hết thông tin luôn các bác ạ. Chỉ nắm được giá cả trong số kỹ thuật thôi. Chào ông Nguyễn Ngọc Ba, chào Tuấn Nguyễn nhá. Tiếp tục nhá, nhà mình cùng tham khảo với em những dòng xe loanh quanh tầm 100 triệu đây. Hyundai Getz nhỏ gọn nguyên liệu, tiết kiệm và bền bỉ nhá, đến từ Hàn. 1.1 số sàn nhập Hàn 2010 nhá. Đấy, động cơ 1.1. Vâng, ok bác ạ. Xe được trang bị này. Đấy, đèn pha bi cầu nhá. Lốp nắp thì mới cả dàn. Đấy, cam nồi cam hành trình, nội thất thì thực sạch sẽ thơm tho rồi. Về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng nhá. Con này thì em đã có video chi tiết ở trên
kênh fanpage của chợ ô tô đấu Hải Dương. Các bác mình quan tâm nhé, vào xem luôn và ngay cho em đi. 165 triệu đồng nhá, 1.1 nhập hàng. Máy số keo chỉ sơn si zin tư nhân một chủ từ đầu nhá. Cái dòng Hyundai Creta này thường rất hay dịch vụ này. Đấy, nhưng con nào phải đẹp xuất sắc hoặc là phải là tư nhân thì bên mới nhập về. Ok bác Mai Huy nhá, bác nhắn tin cái bạn chủ nhiệm cho em qua Zalo nhá, em tư vấn cho nhá. Link em nhiều bạn quá rồi, không thể kết bạn nhá. Hơn 5.000 bạn bè rồi. Đấy, không thể kết bạn nữa rồi, bác cứ kết bạn qua Zalo cho em nhá. Hai số này thì ghim dưới màn hình rồi nhá. 0343 54099 và 0347 701 77 em tư vấn nhá. Đấy, ghét này. Tiếp tục cái ghét nhá. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. Không dịch vụ, không taxi nhá. Con này thì 145 triệu đồng thôi. Đấy. Máy số sơn si cao chỉ, nội thất cực chất luôn. Full option rồi, cam đùi cam chính nhá. Ghét giá bao tiền vậy em? Chứ 98 này thì là 145 triệu đồng nhá. Còn con 2000, con màu xanh này thì là cũng đời 2010, con này thì 165 triệu đồng nhá. Máy số keo chỉ sơn si bao zin, tên tư nhân cùng dịch vụ taxi. Đấy, một chủ từ mới đó nhá. Đấy, 165 triệu đồng này. Và con bên cạnh em nó đứng này 145 triệu đồng nhá. Đấy, rất là nhiều đầu xe mới phục vụ đình nhá. Đấy, ghét còn rất là nhiều luôn. Đây thì em xin báo giá trong góc đằng này một thẻ luôn nhá. Đấy, tránh đi lại để nhà mình khó quan sát. Đây thì ngay trước máy quay em nhá, xin giới thiệu anh chị quý vị mình nè. Kia Morning 2010 nhá. Xe này mang động cơ 1.0 máy eco. Trước này thì em đang gửi gia đình mình cửa tiền là 215 triệu đồng thôi. Đấy. Bản Sport nhá. Bản Sport cửa tiền là 215 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Ghét 120 triệu thôi. Đấy, bác còn mua được đâu mà con ghét 120 triệu nhá. Con ghét hai con ghét phải bác xuống xem nhá. Có như thế 120 triệu em cho bác hai con đấy luôn đấy. Tặng cho bác 10 triệu nữa. Hai con đẹp như thế. 140 triệu nhá. Bác Vũ Việt vào nhắn tin trực tiếp qua Facebook với em nhá. Đấy, con 140 triệu thì lấy được con 2010 biển 98 nhá bác Vũ Việt nhá. Vâng, chào Mao Trịch Đông, chào Nguyễn Phương. 2010 thì 140 triệu. Riêng cái dòng xe cũ em nói thật với bác nhá. Cái dòng xe cũ phải mua cho chất xe, chất máy nhá. Chủ yếu là máy số keo chỉ sơn si nhá. Bác tìm được một con 2010 con biển 34 nhá, mà nó còn zin về máy số, về zin về keo chỉ nhá, mà lại một chủ tên tư nhân nhá. Bác mua con đấy 140 triệu nhá. Đấy, bác đến bán lại cho em. Đấy, em cả cộng cho bác 10 triệu nữa nhá. Đấy, nếu mà bác bắt được con được biển 34 như thế. Tiếp theo đây này, gửi gia đình mình nhá. Hyundai Grand i10 2016 màu trắng nhá. Trước này thì em đang gửi cho gia đình mình cửa tiền 265 triệu đồng, 240 triệu khoan thủng 4 cánh rồi bác. Đúng rồi ạ, khoan luôn cả cốp luôn chứ không phải khoan 4 cánh nhá bác Vũ Việt nhá. 265 triệu đồng này, Hyundai Grand i10 2016 số sàn 1.0, tên tư nhân không dịch vụ taxi. Đấy, là sáng đúc 4 bánh này, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện nhá, vô lăng túi khí này, để lổ sao ra tốt đấy. Đây là các điểm nhận biết của một chiếc i10 bản đổ. Chiếc này là 2016 tên tư nhân 88 Vĩnh Phúc nhá. Em Tùng đang gửi đến dây mình cửa tiền là 265 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ nhá, không rút hồ sơ thì để mình 260 thôi. Đấy thì bác biết như thế đâu. Đấy, bác đã biết như thế phải qua chợ nhá. Đấy, thứ nhất là với số tiền đấy thì bọn em sẽ bảo đảm về chất lượng cho bác này, cũng như là những thủ tục như là rút hồ sơ hoặc là sang tên cho bác. Còn nói một cách đơn giản nhất thì bên em đi làm là phải có lãi, là phải có công nhá. Bác phải hình dung cho em vậy nhá. Đấy, bác nhìn con xe nó đẹp như này này. Đấy, một con xe nó đẹp như này, nó chất như này nhá. Nó đáng đồng tiền bát gạo này nhá. Mà chả mà bọn em không mua được xe thì bọn em bán ra sao được bác ơi. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2016 rồi này. Tiếp tục báo cho dành mình một chiếc bản đủ nhá. Bản đủ 2014, động cơ 1.0 số sàn nhá. Con này đăng ký 5 chỗ ngồi. Bản đồ thì option EC chiếc 2016 kia, nhưng giá thì hơi thấp một xíu nhá. 235 triệu đồng. 2014 đăng ký 2016 nhập ấn 1.0. Đấy, bản đồ full kinh kịch luôn. 235 triệu đồng. Aveo 2016, Aveo 2016 thì em đã báo giá rồi nhá. Nhà mình tiếp tục theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Thực ra là rất nhiều xe, rất là nhiều nhu cầu nhá. Mà để báo giá lại một chiếc xe thì nó rất là phí thời gian cho mình. Ngày mai này, nhà mình vào khung giờ 8 giờ 3 phút nhá. Vào xem cùng em Tùng, cùng mọi người đi cho nó vui. Đấy, để theo dõi được tất cả đầu xe một cách trực tiếp và sâu sắc nhất nhá. Nói chung là tiền là của đấy, các bác ham rẻ thì ốm. Đúng rồi, tiền nào là của đấy nhá. Đồng tiền là nó đi liền với chất lượng. Nó không có chuyện ngon bổ rẻ đâu ra đây mình ạ. Đấy, không có chuyện đó đâu. Mà nhất là một chiếc xe đã qua sử dụng nhá,
Đấy, nó không bị lỗi này chỉ bị lỗi khác. Nhưng về đến chợ ô tô đồ mối Hải Dương nhá, bên em đã xử lý một tất cả một cách làm sao cho một chiếc xe công năng sử dụng nó chỉ khác xe mới là về đời sản xuất thôi, cái năm sản xuất nhá. Còn bảo đảm chất lượng cho mình. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Chào bác chuyên Bùi Quang, chào bác Văn Quý này. Sanzo xưa chưa có cái gì không xốp à? Bác Văn Quý ơi bình luận chi tiết giúp em một xíu nhá. Anh ơi quay cho em con Avel đi. Ok anh ơi nhá. Đấy còn rất là nhiều xe này đấy. Con Avel và con Morning thì cứ hỏi đi hỏi lại thôi thì mất thời gian quá thành ngợ. Đây, thế tham khảo cho em trước con Morning vàng nhá. Đấy, tham khảo trước cho em con Morning vàng một lần nữa này. Morning vàng 2016 số sàn 1.25 4 máy nhá. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, tên tư nhân 34 Hải Dương đây. Trước này thì em nhớ không nhầm là biển của bác ở ngay thị trấn Nam Sách. Đấy, thị trấn Nam Sách Hải Dương đấy. Biển khá đẹp này. Bản bay như độ lên full gạch đầu chơi rồi. La răng đúc. Đấy, màn hình thì to phè phè rồi nhá. Đấy, màn hình to phè phè rồi. Mình tham khảo em này. Vô lăng hai chấu, nội thất hai màu đen đỏ nhá. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng. Đấy, đời 2016. 195 triệu đồng ấy có tin được không? Mà lại giá lại còn bớt còn thương lượng. Chào bác Vũ Đào này. Đấy, Morning màu vàng rồi bác Mai Huy nhá. Em mua mấy lời xe cũ rồi, cố tí yên tâm đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy nhá. Đã chọn được địa chỉ uy tín này thì không phải lo lắng điều gì nhá. Đồng tiền là nó đi liền chất lượng đấy. Máy cũ này, xe cũ ở bên em vẫn bảo hành ít nhất là nửa năm cho mình nhá. Đấy, ít nhất là bảo hành 6 tháng về chất lượng xe này mình. Đấy, bảo hành không khác gì những chiếc xe đời mới nhá. 2022 và 23 thì cũng chỉ bảo hành 1 năm thôi. Bên em xe cũ những chiếc xe mà nó chạy già dã mười mấy 20 năm rồi vẫn bảo hành 6 tháng rồi mình. Đấy, đồng tiền nó đi liền với chất lượng, đi với thái độ phục vụ cho mình ạ. Còn đồ ốm và đồ rẻ thì bên em không bán được. Nói thẳng như thế. Chào bác Linh Lê. Đấy, chào bác Vũ Đèo. Chào bác Vũ Việt nhá. Bác Vũ Việt nào qua xem ghét đi. Còn ghét cực đẹp luôn bác Vũ Việt ạ. Không khoan không đục, một chủ từ đầu. 2011.0 nhập Hàn luôn đấy. Xe nhập thì nó phải khác, giá tiền nó phải khác. Chào Bích Ngọc, chào Linh Lê, chào đại đình mình nhá. Đây thì em xin báo giá từ đầu là ngày nhá. Kia Morning 2010 1.0 máy eco bản SX nhập Hàn đây. Trước này thì em đang gửi gia đình mình với cửa tiền 230 triệu đồng. Tên tư nhân đấy, biển 29 thủ đô Hà Nội phố đây. La răng đúc, phanh địa chống bó cứng ai đấy này. Cặp đèn pha halogen còn sáng còn đẹp nhá. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài trơn trượt luôn. Tháng 5 năm 2023 nhá. Đấy, tháng 5 năm 2023 cơ. Tức là còn 7 tháng nữa nhá. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Điều hòa ô tô cần số di tắc vô lăng túi khí này. Đấy, nội thất cái màu ghi này kết hợp màu đen cực đẹp luôn nhá. Màu cực là nổi này. Rất là êm mắt nhá, mà rất là đẹp. 235 triệu đồng nhá. 2010 đăng ký làm bánh tại Việt Nam 2013. Nhập Hàn 1.0. Nhập khẩu zin cả xe. Đấy, kính điện, kính đụng này. Chống lóa, chống nước đầy đủ cả rồi. Sấy gương, sấy kính, sấy ghế này. Đàm thoại rảnh tay này. Điều hòa ô tô cần số zích zắc này. 235 triệu đồng nhá, tham khảo cho em đi. Đấy, 235 triệu đồng. Rất là nhiều xe luôn nhá. Đợt này thì xe nhập về khá khá nhá. Nên chất lượng xe này, cái độ đầm chắc, cái vấn đề về khung cầm của xe nhập thì nhà mình không phải bàn rồi. Rất nhiều xe nhập đợt này mới về luôn. Các bác tham khảo dùm em Tùng Điện. Chào Giang Đình, chào Nguyễn Văn Hải, chào Ngọc Dũng, chào Lê, chào Linh Lê, chào Vũ Đẻo, chào Đại Đình mình nhá. Santa Fe 2007 2 cầu điện máy xăng. Em Tùng đang gửi gia đình mình cửa tiền 315 triệu đồng nhá. 207 này. Máy số nhá, bao zin luôn. Máy số bao zin này 207 nhá. Santa Fe nhập Hàn nguyên chiếc 207 đấy. Còn cái vấn đề mà sơn xi bên ngoài thì có thể toát thì cái vấn đề xe cũ là vấn đề đương nhiên rồi. Đấy, sơn xi thì con này không nói zin được nhá. Còn máy số zin, keo chỉ zin, gầm bệ thì chắc chắn không bùng muộn. Đấy, 315 triệu đồng. Nhập Hàn 207 Santa Fe, giá bằng con Morning thôi. Đăng ký đăng kiểm thì cũng rất là dài. 5 tháng nữa nhá, tháng 3 năm 2023. 315 triệu đồng. Điều hòa auto cần số di tắc. Đấy. Một dòng xe hạng sang đến từ nhà Hyundai đây, Santa Fe. Em đang bán với cửa tiền 315 triệu đồng. Đấy, màn hình to này. Đấy. Cần số zích zắc nhá, điều hòa auto rồi. Đấy, thơm tho sạch sẽ nhá, về chỉ việc đi thôi. Có Civic không xốp. Dòng Civic thì lâu lắm rồi bên em chưa có chiếc nào bác nhá. Bác con quý mà đang quan tâm dòng Civic này có thể tham khảo cho em những dòng còn lại đang có này. Hoặc là để lại cho em xin số điện thoại nhá. Nào mà có chiếc Civic nào mới về thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Chào Giang Đình, chào Nguyễn Văn Hải, chào Ngọc Dũng, chào lại hình mình. Ui, nhiều xe quá đấy, nói hôm nay trời nó lạnh, nói hơi khàn tiếng rồi. Trời nó lạnh, nói hơi khàn tiếng rồi.
là mình cố theo dõi buổi livestream của chúng em nhá. Mỗi túi xin là mình từ 40-45 phút thôi đấy để báo giá cho mình. Các bạn quan tâm sâu nhá, và quan tâm sâu nhắn tin trực tiếp qua fanpage biết nhá, để em gửi những hình ảnh video chi tiết nhất đấy. Tiếp tục này, nhật nhá, Mitsubishi Outlander 2016 đăng ký là bánh năm 2018, xe này mang động cơ 2.0 số tự động, nhập Hàn, máy số keo chỉ sơn zin, bao test hãng của toàn quốc này mình. Chiếc này hồ sơ cầm tay rồi nhá, hồ sơ cầm tay rồi nên sang tên đổi chủ bấm biển mới trong đè trong ngày thôi. Đấy, xin đây, đèn pha bi cầu này, la sáng đúc, phanh điện trung hoa cứng 2m4 bánh, cảm biến cân bằng điện tử, hỗ trợ trơn trượt. Đấy, hỗ trợ đè lổ ngang dốc này đấy, và hỗ trợ đổ đèo nhá. Có con Everest nào không Bắc Quỳnh Lê? Everest em còn một chiếc nhá, Ford Everest còn một chiếc. Đây thì em gửi ngay cho bác con Ford Everest đây, một dòng xe cực chất đến từ Mỹ đây nhá, bản Limited 2012, số rộng. Đây bác tham khảo cho em chiếc này. Đấy, nhà mình đang quan tâm dòng xe nào nhá, cứ bình luận đi, comment thật mạnh lên để em Tùng tư vấn cho nào. Ford Everest 2012 2.5 máy dầu, một cầu số rộng. Đấy, con này thì em đang gửi ra thì mình cửa tiền 435 triệu đồng nhá. Bao rút hồ sơ thì mình chiếc này, tên tư nhân 19 đất tổ Phú Thọ đây. La sáng đúc, phanh địa chống bó cứng ai biết này. Đấy, cặp đèn pha này zin nguyên bản theo xe nhé, còn sáng quắc luôn. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023 nhé. Đấy, 430 triệu đồng. Đấy, đã giảm giá kịch sàn cho con này rồi, giảm giá kịch sàn cho mình nhá. Đấy, form dáng Mỹ đây, to cao đen hôi, trường xe dài xe nhá. Đấy, cháu Nguyễn Dậu, cháu Lê Hoan, đấy, cháu Quỳnh Lê, cháu Thanh Vàng, cháu bác Lâm Tâm Nguyễn, chào đại gia đình mình này. Đây thì trong góc này còn đầu xe nào chưa báo giá nhỉ? Cạnh chiếc Ford Everest 2012 vừa rồi này, nhà mình tiếp tục tham khảo trong Tùng nhá. Toyota Innova 2008 số sàn, động cơ 2.0. Trước này thì em đang gửi đến gia đình mình cửa tiền 230 triệu đồng nhá. Đấy, bao rút hồ sơ. Đấy, không rút hồ sơ thì giảm cho mình là 3 triệu nữa, là còn 232 triệu đồng thôi. La răng đúc này, phanh địa chống bó cứng ABS này. Hộp số VVTi màu đen nhá, cái màu đen của dòng Innova em Tùng khá thích. Đấy, mọi người một sở thích thôi nhưng em rất thích màu đen này. Mà cái màu đen này rất ít khi là dịch vụ taxi nhá. 235 triệu đồng, báo rút hồ sơ. Hyundai Grand i10 2018 nhá, 305 triệu đồng. Sedan hai đầu bản bay, nhưng nó được đền la sáng đúc, xin nhan trên gương nhá. Đăng ký đăng kiểm dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Đấy, em bán này 305 triệu đồng. Quay cho xem nội thất con Everest 2012, ok bác. Đấy, chào bác Phan Thị Lành, chào bác Phạm Tiệp nhá. Chào đại gia đình mình, chào những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô Lùng Vây Dương này. Bác ơi, quan tâm cho em phần nội thất bên trong của con Ford Everest này nhá. Đấy, nội thất rất đẹp luôn nhá. Đây, nội thất thì sạch sẽ thơm tho rồi. Nội thất ghế da này, đấy, sạch sẽ rồi, về chỉ việc đi thôi. Vô lăng 4 chấu túi khiên toàn trên vô lăng này. Đấy, cần số này còn khá là tươm và đẹp nhá. Do là cái điều kiện quay buổi livestream ngày nay vào buổi tối, cho cái hơi tối một xíu, nhà mình hơi khó quan sát nhá. Đấy, bác cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Em sẽ gửi cho bác cái hình ảnh chi tiết nhất con này nhá. Có video chi tiết rồi, có video hình ảnh chi tiết nhá. 212 số tự động, 435 triệu đồng nhá. Giá đã bớt kịch cho mình rồi đấy, đã bớt kịch rồi, lại còn rút hồ sơ nữa. Cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy, bác đã quan sát nội thất rõ trên nhà bác ơi. Quản cực nhiều xem nhá, hôm nay phải nói thật là còn rất là nhiều xe luôn để phục vụ đình mình. Có thể con nào em báo hơi qua một xíu nhá, thì cứ quan tâm cứ nhắn tin để em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết. Cái đồ này đây, Kia Bride nhá, Kia Bride 2008 nhập Hàn. Trước này thì em đang gửi gia đình mình với cửa tiền 215 triệu đồng, số động nhập Hàn nhá, số động nhập Hàn 2008 nhá. Máy số keo chỉ, cột kèo zin, đấy, gầm bệ chắc chắn không một mặt, tên tư nhân không gì với taxi. Cái dòng một số tự động này ngày xưa rất là nắm tiền luôn đấy, rất là nhiều tiền luôn, nên chắc chắn là công việc là chạy dịch vụ. Đăng ký đăng kiểm này đến tháng 11 năm 2012 này, đấy, đang cũng sắp hết đăng kiểm rồi nhưng không quan trọng lắm đâu. Các bác mình mà có nhu cầu bên em lại đăng kiểm cho bác nhé, ủng hộ bác đăng kiểm. Trước này thì vẫn đăng kiểm được 1 năm nhá. Avel này, đấy, Avel đây bác ơi, bác nào quan tâm Avel nhỉ, tham khảo trước cho đi à. Avel 2016 số sàn 1.5 nhá, em đã gửi trước này với cửa tiền 215 triệu đồng. 1.5 form dáng Mỹ đây, dài xe trường xe, la sang đúc, phanh địa chống bó cứng ABS,
đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 12 năm sau cơ. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm sau nhá. Đấy, chiếc nào mà mua được đăng ký đăng kiểm dài này thì về nhà mình ngại đỡ cái phần đăng ký đăng kiểm nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều. Chào Trần Vinh, chào Văn Quyết, chào Nguyễn Thiết nhá. Chào Trọng Nguyễn, vâng, nhiều xe đẹp quá nhà ơi. Vâng, cảm ơn Trần Tăng rất là nhiều nhá. Chào ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã có dụng này. Là với tiêu chí là xe 30, không đâm đụng, không va chạm, ảnh hưởng đến kết cấu cung cấp rất xi, không thủy kích ngập nước, không vướng mắc về một chút nào về vấn đề pháp lý như cầm cố, ký gửi tranh chấp nhá. Đấy, và có những chính sách gọi là bảo hành bảo trì mình về xe rất là lâu. Xe cũ thì vẫn bảo hành thường từ 3 đến 6 tháng. Đấy, bảo hành từ 3 đến 6 tháng thì mình nhá. Tiếp tục nhá, em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc i10 này. Hyundai Grand i10 2008 nhá. Con này có 135 triệu đồng thôi. Nhỏ gọn, tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, số sàn. Đấy, mang về đi còn cực đẹp luôn nhá. 135 triệu đồng. Cháu Nguyễn Xuân Thủy, cháu Cơ Dương, cháu Trần Vinh, cháu Quyết Văn, cháu Nguyễn Tuyết, cháu Nguyễn Trọng. Chào những bác vừa vào xem buổi livestream này nhá. Cho Tùng gửi lời chào, lời hỏi thăm, lời kính chúc sức khỏe đại gia đình mình. Đấy, rất là cảm ơn các bác vào khung giờ 8:30 phút này. Đấy, vẫn luôn ủng hộ cho ô tô đúng Hải Dương. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá trên mấy năm đầu sản phẩm nhá. Nhà mình ủng hộ em đơn giản thôi. Đấy, đặt ngón tay vàng bạc của mình vào nút chia sẻ đi. Với bác cho em xin 2-3 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn bác rất là nhiều. Tiếp tục giới thiệu cho mình một bầu trời công nghệ nhá. Kia Seto 2017, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Sedan hai đầu phân khúc hạng C. Xe này mang động cơ 1.6 DOHC. Đấy, cung cấp từ 128 đến gần 130 mã lực nhá. Đấy, bản này bản đủ, option có cửa sổ lắp panorama này. 485 triệu đồng cho chiếc xe này. Đấy, riêng chiếc này thì em quay phần nội thất bên trong trước cho mình cùng quan sát này. Xe thì trang bị nhớ ghế hai vị trí ghế lái, nội thất hai màu đen đỏ. Đấy, cái tông màu hai màu đen đỏ em rất là thích này. 485 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho mình nhá. Đây, màn hình đây. Màn hình zin nguyên bản theo xe này. Định vị GPS này. Điều hòa auto hai vùng độc lập. Vô lăng ba chấu túi khiên hoàn trên vô lăng, kết hợp cruise control, gảy số thể thao nhá. Đây, cho mình cùng nhìn ô lô em này. Xe đi 7 vạn chuẩn, không tua. Đấy, xanh tua tặng luôn xe này mình. Đấy, đèn ổ start top này. Số động 2017, đăng ký vào năm bánh năm 2019 nhá. 480 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Đây, kính điện kính đủng đầy đủ chống thoái nhá. Tư nhân không dịch vụ taxi. Đấy, chiếc này thì cam kết mà chắc chắn luôn là tư nhân rồi. Không ai mà mang xe tô chạy dịch vụ cả. Đấy. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 10 năm 2023. 485 triệu đồng gửi cho mình. Đấy, cảm ơn rất là nhiều. Đấy, gia đình ơi, đấy. Hôm nay rất là nhiều xe luôn đấy, ủng hộ em Tùng mỗi lượt chia sẻ đi. Cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Chào Nguyễn Văn Lâm, chào Hữu Nguyễn, chào Lê Đức Hải. Chào bác Cơ Dương, chào Trần Vinh, chào Văn Quyết. Chào Nguyễn Tuyết, chào Nguyễn Trọng, chào đại gia đình, chào ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền Tổ quốc nhá. Bên em vẫn livestream vào khung giờ 11 giờ trưa và 8:03 buổi tối. Đấy, mong những lượt xem cho mình, những lượt tim, lượt like luôn là sự ủng hộ bên em. Đây làm sao để bên em vẫn mong muốn cho mình quan tâm dòng xe cũ này thì đến bên em nhá. Để bên em có động lực để lấy làm tận tâm nhất để phục vụ đầy mình. Đấy, còn rất nhiều đầu xe cực đẹp để giới thiệu mình luôn nhá. Thì góc này có hai chiếc số động bản SX bản đủ xin gửi mình nhá. Kia Morning đây, 2010 nhập Hàn. Con này thì đều được đăng ký năm bánh năm 2012 nhá. Đấy, bản đủ của dòng Kia Morning nhập khẩu đây. Dưới rất là bền, rất là lành này. Cái độ cách âm, cách ổn, cách nhiệt rất là tốt luôn. Con màu xám, con màu lông chuột này, 228 triệu đồng. Còn con màu vàng chanh này, đấy, cái màu rất là dễ thương này, đẹp kính quang luôn này. 245 triệu đồng nhá. Đấy, đèn pha bi cầu này, la sáng búc hoa mai này, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Xin nhan trên gương, gương kính cổ chạy điện. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Tháng 1 năm 2023 nhá. Trước này thì option y xì nhau luôn. Điều hòa auto cần số tích tắc. Sấy gương, sấy kính, nghe gọi rảnh tay nhá. 245 triệu đồng. 228 triệu đồng gửi gia đình mình nhá. Tư nhân, không dịch vụ taxi. Phát hiện dịch vụ taxi đặng luôn xe nhá. Tiếp tục gửi dây mình này. Đấy, cái góc này cũng khá nhiều các bác nào mà đang quan tâm phòng tập lái này. Hơn 100 triệu một xíu này và gần 200 triệu này. À đâu, hai chiếc này hơn 100 triệu xin lỗi mình. Hai chiếc này chỉ hơn 100 triệu thôi này. 135 triệu đồng và 130 triệu đồng nhất đồng giá thì mình này. Toyota Vios bản G 2006, tên tư nhân 88 Vĩnh Phúc đây. Đấy, sơn si đẹp, nội thất thì sạch sẽ rồi. Đấy, tập lái và sedan này đầu như 135 triệu đồng này.
Còn con này nhỏ gọn hơn một xíu nhá, 135 triệu đồng, nhưng full đồ chơi luôn. La răng đúc, đây, la răng đúc tăm đầy chấu này. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương. Đấy, keo chỉ máy số cực chất cực đẹp, đăng ký dài. Màn hình cô vạ cỡ lớn nhá, vô năng túi khí nhá. 135 triệu đồng cho hai mẫu này. Đấy các bác ơi đang xem buổi live stream này nhá. Đấy đừng tiếc gì đợt like, đừng tiếc gì đợt chia sẻ nhá. Mà để lan tỏa buổi live stream hơn. Đấy xe cũ bán ra bảo đảm về chất lượng, bảo đảm về giá cả gia đình mình nhá. Đấy. Không đúng như tả nhá. Đấy không đúng như tả đến thì được hỗ trợ đi lại gia đình mình. Vâng, cháu Trung Nguyễn, cháu Nguyễn Vương. À cháu Nguyên Vua, cháu Nguyễn Trọng Thiện, cháu Mạnh Dũng, cháu Lê Đức Hải. Chào toàn thể anh chị quý cô bác, những khách hàng đấy, những gương mặt rất là yêu thương thân thuộc chỗ Tô Lùng Mai Dương nhá. Đây còn khoảng 20 đầu xe nhá. Nhà mình tiếp tục tham gia cùng em này. Vios 2015 báo giá rồi này. Kia Morning màu trắng 2013 nhá. Bản SI nhập Hàn. Đấy 213 số tự động nhá. Số động form mới rồi, không đôi dấu hỏi. Tiên tư nhân 14 Quảng Ninh. Trước này em Tùng đang gửi đến gia mình cờ tiền là 238 triệu đồng, 285 triệu đồng nhá, xin lỗi mình. 285 triệu đồng. Đèn pha bi cầu giải đất định vị ban ngày này, đèn gầm phá xương, la xăng đúc, phanh điện chống bọc cứng 2 mét. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 1 năm 2023 cơ. 286 đồng. Đấy nói lạc mất giọng luôn này, nói lạc mất giọng rồi nhà mình ơi. Đấy. Chia sẻ comment giùm em đi. Đấy để chia sẻ comment giùm em đi để tiếp cận được hơn nhá, để chia sẻ được lan tỏa bước sóng này hơn. Cảm ơn rất là nhiều. Cho tập Bùi ở cho Nguyễn Trung nhá. Vâng thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá là khá nhiều đầu xe rồi. Nhà mình đấy quan tâm giùm em nhé để em tiếp tục báo giá này. Các bác nào mà đang quan tâm dòng tập lái Nhô 200 tham khảo cho em Tùng trước này. Tota Vios 2010 bản E tên gia đình, tên tư nhân, không dịch vụ taxi. Trước này em được gửi đến các bác với cửa tiền 240 triệu đồng nhá. 240 triệu đồng màu bạc, máy số keo chỉ sơn xin đại chất luôn. Đấy đăng ký đăng kiểm cực dài. Đấy, hôm nay thì cũng hơi nhiều xe để báo giá là quá rồi, báo giá quá 40-50 phút rồi. Thì mà rất cảm ơn các bác đã xem buổi livestream ngày nay nhá. Còn những thắc mắc gì này? Đấy, mai tiếp tục nhá, 8:03 buổi tối và 11:00 buổi trưa. Em Tùng lại xin phép lên sóng báo giá giới thiệu mình về đầu xe. Em Thanh Tùng xin chịu trách nhiệm tất cả về xe cộ, về giá cả như chất lượng xe tại chợ ô tô Đống Ngoại Dương cho gia đình mình nhá. Hai số like chỉ để trên mình. 0343 54099 và 0347 71777. Cảm ơn những lượt tin, lượt like, lượt chia sẻ đến mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bác vào khung giờ thân thuộc ngày mai nhá. Xin chào gia đình mình.